Xin chào tất cả mọi người cùng tất cả các bạn trẻ, những người luôn đam mê yêu mến văn hóa Việt Nam xưa. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau với những món đồ cổ hàng trăm năm tuổi. Và ngày hôm nay mình đã chuẩn bị tất cả có 8 hiện vật, gồm có bộ Phúc Lộc Thọ, một chiếc ghế với mô típ minh văn ở phía sau, và mặt trước là đắc đổi độc long, còn gọi là con rồng. Và đây là một chiếc lọ gốm, một chiếc bình bôi và hai sản phẩm mini nhỏ rất là dễ thương, có công dụng là như một chiếc kèn thổi thì chúng ta thường hay gọi đó là tò he. Những con tò he bằng gốm này có công dụng giống như một chiếc kèn thổi gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Và hai hiện vật ngày hôm nay đó là hai con giáp nằm trong bộ 12 con giáp. Thì hôm nay mình chỉ sưu tầm được có hai con, một cái là con dê và một cái là con hổ. Để xin mời các bạn chiêm ngưỡng cái công dụng của tò he này như thế nào. Đó, chiếc tò he này giống như một chiếc kèn nhỏ bây giờ với rất nhiều tuổi thơ và rất là nhiều kỷ niệm gắn liền với chúng ta. Và đây là một chiếc tò he của hình có một chú hổ rất dễ thương. Rồi, vậy là các bạn vừa xem xong lướt qua những món đồ mà mình chuẩn bị ngày hôm nay, và mình xin bật mí luôn, những món đồ ngày hôm nay mình xếp vào thành một chủ đề, đó là dòng gốm châu ổ. Vậy gốm châu ổ ở đâu và nét đẹp của gốm châu ổ như thế nào, thì mình xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi và mình sẽ quay cận cảnh chi tiết từng hiện vật để cho các bạn cùng xem và cùng chiêm ngưỡng một cách thực tế và chân thật nhất các hiện vật ngày hôm nay. Và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký hoàn toàn miễn phí ở phía bên phải màn hình để nhận được những video sớm nhất cùng với các hiện vật hàng trăm năm tuổi quý hiếm được mình giới thiệu trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Nằm bên bờ sông Trà Bồng, làng gốm Mỹ Thiện thuộc thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, mà mọi người dân chơi sưu tầm đồ cổ hay gọi là gốm Mỹ Thiện Châu Ổ, là một trong những làng gốm sứ nổi tiếng của miền Trung Việt Nam. Những sản phẩm của dòng gốm Mỹ Thiện thể hiện sự giao thoa văn hóa Việt và Chăm, cũng là nét độc đáo riêng của làng gốm nổi tiếng khắp miền Trung. Và hai màu cơ bản của dòng gốm Mỹ Thiện này đó là màu vàng và màu xanh lục. Và hôm nay mình rất may mắn khi hữu duyên được một chiếc ghế cao gần 50 với đồ án minh văn viết mặt sau và đắp rồng mặt trước. Ý nghĩa bài thơ chữ Hán như sau: Văn minh khai triết mạc, hoa cấp hiến tân đồ, bạc kỷ cung thường phẩm, Bình Sơn cổ sở vô. Mà có một người hiểu về văn tự chữ Hán dịch ra tạm nghĩa như thế này: Văn minh màn triết mở ra, đồ hình mới được bút hoa vẽ vời, vật thường cung ứng cho đời, Bình Sơn ngày trước chưa người làm nên. Một trong những câu thơ chữ Hán mà dịch nôm na thì chúng ta có thể hiểu rằng người thợ này là một người nghệ nhân xuất chúng với nét tài hoa. Cho nên tự ghi những văn tự chữ Hán này thể hiện được cái tôi và cái tài năng cho ra một sản phẩm hơn người xuất chúng và tạo nên một nét văn hóa độc đáo riêng của làng gốm Châu Ổ. Với những hoa văn đắp nổi mặt trước rất là cầu kỳ và độc đáo, thể hiện một nét đặc trưng không lẫn vào đâu được của dòng gốm Châu Ổ Mỹ Thiện của Quảng Ngãi. Hình dáng con rồng toát lên vẻ thần thái và cái uy nghiêm dũng mãnh đầy sức mạnh, nhưng cũng không thiếu sự tinh tế chỉnh chu trong từng nét họa và nét đắp nổi. Còn trên vành vai, thay vì những chiếc đeo của những chiếc ghè thông thường là những dấu móc để trịch dây cột lại để cho rượu khỏi bay hơi, thì người nghệ nhân của Châu Ổ đã đắp hình những con sóc đang ngậm những dải nho rất nghệ thuật và rất là tinh tế, và đồng thời cũng có
Dưới thân con sáp vẫn có một lỗ thông dùng để cột dây, chứng tỏ rằng ngoài công dụng thực tế dùng để cột dây đậy nắp, thì qua đó chúng ta có thể thấy được phương pháp cách điệu tạo hình trên thân chóe rất là độc đáo. Còn phần dưới thân được chạm khắc giống như những hình sóng hoa văn, những hình sóng nước, cũng giống như là trên bờ sông Trà Bồng, những con sóng nhấp nhô được người nghệ nhân thể hiện dung hòa trên những tác phẩm gốm, làm nên vẻ độc đáo và nét rất riêng của dòng gốm Mỹ Thiện Châu Ổ Quảng Ngãi. Theo một số tư liệu văn tế và truyền ngôn của nhân gian, cách đây hơn 200 năm về trước, các ông tổ nghề như là Phạm Công Đắc và Nguyễn Công Ất từ Thanh Hóa cùng gia đình vào định cư ở Quảng Ngãi, dựng lên những lò gốm nung đầu tiên, khai mở nghề gốm sứ ở làng Mỹ Thiện bên bờ sông Trà Bồng. Đây cũng là một trong những làng gốm hưng vượng một thời, được ghi chép trong điều trần của quan tuần phủ Quảng Ngãi, đó là Nguyễn Bá Trác, dâng lên cho vua Bảo Đại và sau đó được đăng lên tạp chí Nam Phong, nổi tiếng vào năm 1933. Theo nhiều nguồn tin cho biết, các nghệ nhân gốm Mỹ Thiện từng được gọi vào phủ chúa Nguyễn để sản xuất các đồ gốm tinh xảo cho nhà chúa sử dụng và làm tặng vật. Điều này cho thấy sự khéo léo của bàn tay người thợ gốm cũng như tính độc đáo của gốm Mỹ Thiện Quảng Ngãi nói riêng. Gốm Mỹ Thiện sản xuất thủ công với kỹ thuật bàn xoay, nguyên liệu làm ra cốt gốm là đất sét được lọc kỹ tạp chất. Men gốm được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá trong núi, trong vùng và pha thêm các kim loại như là chì, đồng, vỏ ốc và một số phụ gia khác, tùy theo công thức bí truyền của nhiều lò khác nhau và thể hiện sự sáng tạo của các nghệ nhân. Sau khi được ngắm chiếc chóe châu ổ với màu men của vỏ hoa thụy màu vàng tươi và cùng các nét hoa văn đắp nổi độc đáo. Và bây giờ chúng ta sẽ được ngắm và chiêm ngưỡng ba pho tượng gốm độc đáo của làng gốm Mỹ Thiện Châu Ổ Quảng Ngãi. Qua đó chúng ta có thể thấy được sự phong phú trong các loại hình nghệ thuật khác nhau của dòng gốm Châu Ổ Mỹ Thiện. Tượng Phúc Lộc Thọ là nói về ba điều cơ bản của một cuộc sống hạnh phúc, là những điều lành, con cái là phúc, sự thịnh vượng, may mắn là lộc và tuổi thọ là ông thọ. Mỗi vị thần tượng trưng cho một điều mong ước, và điều mong ước đó nó xuất phát từ tín ngưỡng của dân gian, những người nông dân chuyên lấy tự nhiên gắn liền với cuộc sống, và họ muốn cầu mong ước những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống hòa cùng với thiên nhiên. Cho nên tượng Phúc Lộc Thọ không có trong hệ thống các đạo như là đạo Phật, đạo giáo hay là các tôn giáo khác, mà xuất phát từ trong tín ngưỡng nhân gian, cho nên Phúc Lộc Thọ đều có thể được trưng bày thờ cũng như là phong thủy trong tất cả các gia đình khác nhau, trong tất cả các đạo, ai cũng dùng được và ai cũng chiêm bái được. Ông Phúc tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành, con hiền cháu thảo. Tương truyền ông Phúc là một vị quan thanh liêm, đứng đầu của một triều đình xưa. Ông có rất nhiều con cháu hiếu thảo và thành công hơn người. Vì vậy, tượng ông Phúc thường bế đứa bé trên tay. Phúc là điều mong ước đầu tiên của mỗi người. Tượng ông Phúc sẽ đem đến cho gia chủ nhiều phúc phần, con cháu ngon hiền, hiếu thảo và thành đạt. Ông Lộc hay còn gọi là ông Thần Tài, tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng và tài lộc. Truyền thuyết nói rằng ông Lộc là quan lớn của triều đình, có tài ăn nói khéo léo nên được vua ban lộc nhiều vô kể. Ông Lộc đội mũ quan, tay cầm ngọc như ý, tượng trưng cho sự thăng tiến về công danh, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Ông Lộc thường đứng ở giữa trong bộ tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ.
ông Thọ. Trong bộ tượng Phúc Lộc Thọ thì ông Thọ là đứng ở cuối cùng. Ông Thọ có hình tượng ông tiên già, râu tóc bạc trắng, trán rất cao, tay cầm trái đầu tiên, tay chống gậy có buộc quả hồ lô chứa tiên đơn. Ông Thọ sẽ phù hộ cho gia chủ luôn có sức khỏe và sự trường thọ để hưởng phúc. Nhiều người thắc mắc tại sao tượng ông Thọ hay thấp hơn hai tượng còn lại và cho rằng đó là lỗi trong khi đục tượng. Nhưng thật sự không phải như vậy. Ông Thọ là hình ảnh của cụ già chống gậy và người lúc nào cũng hơi khom lưng về phía trước, nên tượng ông phải thấp hơn mới hợp lý. Và tiếp theo, chúng ta sẽ được ngắm một quả bình vôi mini siêu nhỏ, có thể nắm trong lòng bàn tay, rất là gọn, như một trái cam màu xanh. Mà đây cũng là gam màu đặc trưng của dòng gốm Châu Ổ, khi màu vàng và màu xanh lục là màu chủ đạo trên các sản phẩm gốm. Khi nói đến bình vôi thì chúng ta lại nhớ ngay tới tục ăn trầu của người Việt xưa. Ngoài những bình vôi có hình dáng khác nhau thì công dụng cũng như vậy. Những bình vôi nhỏ hay được bọc vào trong các tráp hoặc là cho vào trong túi đi rất là linh động, và những người đi làm, đi qua nhà hàng xóm khác nhau có thể đem theo và dùng. Còn đây là một chiếc lọ gốm với công dụng được người dùng sử dụng rất nhiều cách khác nhau, như là đựng muối, đựng gạo, đựng hạt giống hoặc là đựng lương khô, rất nhiều vân vân các thể loại. Và lớp men đã được bong tróc bởi vì chiếc lọ này được vớt lên từ dưới lòng sông, cho nên lớp mặt trên tiếp xúc với nước, các bào mòn của dòng nước đã bị tróc men. Còn lớp mặt bên kia được vùi sâu trong bùn, cho nên lớp men giữ tương đối là tốt. Qua đó chúng ta có thể thấy gốm Châu Ổ rất là nhiều loại hình và công dụng khác nhau, rất phong phú, rất sáng tạo. Cũng vì sự sáng tạo và đặc trưng của mỗi lò gốm, mỗi gia đình khác nhau khi nhập nguồn đất khác từ các địa phương, và mỗi gia đình có một công thức pha chế riêng, cho nên chúng ta có thể thấy hai cốt đặc trưng trên dòng gốm Châu Ổ, đó là một dòng cốt xốp, đất sét trắng mịn và nhẹ, còn một dòng nữa là cốt gạch, thường rơi vào những pho tượng hoặc là những chum chóe lớn, có cốt xương dày, nặng, chắc, đanh và già lửa, khi nung lên cho ra một màu gạch chín, nên mọi người hay phân biệt hai dòng cốt này, rất đặc trưng của làng gốm Mỹ Thiện. Và hiện nay dòng gốm Châu Ổ đã có rất nhiều lò gốm đang khôi phục dựng lại các mô típ ngày xưa và tiếp nối truyền thống của cha ông trước kia, cho ra những sản phẩm tương đối là giống, cho nên mọi người cần có một cái nhìn rất là rõ ràng và phân biệt dựa vào kinh nghiệm thực tế, chứ rất hay bị nhầm lẫn trên những món đồ gốm sản xuất thời điểm sau này. Đó cũng là những gì mình muốn đem tới cho các bạn, một cái nhìn khách quan nhất để cùng nhau chiêm ngưỡng, sưu tầm và nhận biết dòng gốm Châu Ổ cổ xưa, đủ tuổi cổ vật và dòng gốm mới hiện nay. Sau khi các bạn đã xem xong những câu chuyện về dòng gốm Châu Ổ cũng như các hiện vật ngày hôm nay, thì các bạn cảm thấy có một chút gì đó lý thú và thú vị, một chút gì đó hay bổ ích cho cuộc chơi sưu tầm cổ vật của chúng ta, thì hãy nhấn vào nút đăng ký hoàn toàn miễn phí để nhận được những video sớm nhất và nhận được những hiện vật quý hiếm hàng trăm năm tuổi được mình giới thiệu trong các video tiếp theo vào hàng tuần. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để cùng vui với cuộc chơi bộ môn sưu tầm cổ vật.